Xin chào tất cả các bạn nghe, mình là dân bạn Giang. Thì hôm nay á, thì mình nó lâu lắm rồi, lâu dữ lắm mới gặp cái một cái con xe các bạn. Đây là cái dòng Magic ha. Đó các bạn thấy không? Dòng Magic nè. Đó. Dòng Magic là đời trước nè các bạn. Cái xe này tuy là cũ kỹ thì khang nhưng mà độ green của nó chiếm là cỡ khoảng 70-80% ha. Đó, quay tổng thể cho bạn xem. Đó. Nè, còn độ green của nó luôn, đĩa nó đĩa green nè các bạn, thấy cái đĩa của nó không? Dày cực kỳ không? Đó, phục green nha. Xe này là tuy là nó chuẩn chỗ gì đó các bạn nhưng mà đầu riêng nó còn rất là nhiều luôn nha, tại vì xe này xe chở hàng nè, bạn thấy cái đùm của nó đùm riêng không đó, giá riêng nè, đồng hồ riêng, ốp tay riêng hết trơn, nó phục riêng luôn. Xe này là chở hàng là cực kỳ nha, city chở chưa chắc đã có nó, nhưng mà một xe này được một cái ưu điểm đó các bạn là xe này bây giờ là đã nó là Magic nha, nhưng mà lên máy city luôn các bạn thấy không, lên máy CD luôn là cực kỳ ha, là không còn gì bằng, tức là hai trong hai kết mà kết hợp luôn đó, bạn nhìn cái sườn nó dày ốc mà nổi không đó. Và đặc biệt chú ý nè, xe này là mình quay cho bạn xem là ít có anh em nào mà ít có hiếm gặp lắm nha, nó nói chung là hiếm gặp cái con mà Magic đó, mà nó còn con Oxygen này nè, đây là con Oxygen của Magic nè các bạn thấy không đó, các bạn nhìn thấy giống ngang như cục mũ vậy. Nhưng mà con Oxygen này ha là xài là mấy chục năm rồi, nó mà các bạn thấy còn gian không đó, còn gian chưa chết nè, xe này nè còn green luôn, còn khi xin nằm này các bạn đó, các bạn thùng này là thùng sắt luôn nha, nó các bạn thấy không, nguyên cái dàn sườn đó, xe này là chở đồ bao ngã không hư bẫy luôn, các bạn thấy không, đồ green không nó. Con xe này được kết hợp cả hai các bạn, vừa Magic vừa là city ha, thì không còn thằng nào mà chống nổi nữa các bạn thấy không, đó cũ kỹ nha, nhưng mà đầu tiên là khoảng 70-80% luôn đó các bạn thấy không, đó đặc biệt là con IC đó, đặc biệt là con IC, mình sẽ quay con IC cho bạn xem, con IC này là ít có ai mà gặp, hiếm gặp lắm. Nghe cái mình lâu lâu mới gặp cái con IC Magic mà còn ghim như các bạn. Rồi ha, mình là chàng bạn Giang ha, video mình kết thúc. Các bạn xem video mình thấy ok nhớ cho mình một like, đăng ký kênh ủng hộ nha. Các bạn đã các bạn.